rồi, ngoài ra nhà em còn có cả cái cây đỗ quyên đỏ mà bụi như này nữa. Cái này biết vì sao là đỏ, bởi vì là để riêng ở đây ra thì mới biết được, chứ còn nếu không thì màu lá khó nhận biết lắm anh ạ. Còn cái cây này thì biết chắc chắn là cây đỏ. Đường kính tán rộng, mét hơn mét thoải mái. Cây cao khoảng tầm mét 2, hơn mét 2 anh ạ. Cái gốc của nó đẹp không ạ? Đấy, rất đẹp luôn. Gốc thì gốc nổi mà cũng khá to đấy. Đường kính gốc cũng phải tầm được 3 phân đấy. Đấy, anh ưng cây bụi này nữa thì làm luôn cả cái cây bụi này nữa. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái chậu cây đỗ quyên như thế này ạ, các màu nhé bạn nhé. Cây ở trong hình thì là cái cây màu đỏ, còn đâu có nhiều màu lắm, có 6 màu hoa đỗ quyên tất cả. Đây là hàng bụi, cây cao mét 2. Ngoài ra nhà mình có cái hàng thoát thân cao mét 4 như này, rất đẹp. Các bạn có nhu cầu thì vui lòng alo ạ, 0977973535 ạ. Cảm ơn bạn.